quan cho môi trường biển. Mình thấy có một bông hoa ở phía bên trên là một con san hô. Cấu tạo của san hô rất là đơn giản, chỉ là những cấu trúc hình trụ nhỏ thôi. Bên trên là biển. Đã thường ăn những cái sinh vật phù du, san hô thì ăn theo dạng lọc nước và làm cho nước biển của mình trong lên. Và cái loài này thì nó chỉ đẹp khi nước biển thôi. Còn khi san hô bị nhấc lên khỏi nước, thì những phần mềm mại thế phía bên trên nó sẽ to vào khung xương đã vừa cứng ở phía bên dưới, hoặc nó sẽ bị cuốn đi. Và ở trong rạn san hô là nơi có chỉ số đa dạng sinh học cao, ở đó có rất là nhiều những cái loài cá và sinh vật biển tập trung cư trú và sinh sản. Mình bắt gặp nhiều nhất ở đây là con cá thia xanh nè, nhỏ xíu màu xanh. Con màu xanh với cái đuôi màu vàng là con đuôi gai. Ở phần đuôi của nó thì có hai cái móng gai, khi mà gặp nguy hiểm lập tức bung ra để tấn công và mẻ thù. Con này nó còn có tên là con Dory, con tiêu ở đây đi đó. Gặp màu xanh nâu phía bên trên này là thiên thần, một trong loài cá cảnh biển rất là đẹp, màu vàng là hoàng anh. Còn đây con cá màu đen đuôi ở phía bên trên.